LCK tiếp tục mắc lỗi nghiêm trọng phải remake. Cộng đồng chỉ trích, thua giải net. Không lâu sau sự cố gây tranh cãi trong trận đấu giữa T1 và Hanwha Esports, LCK tiếp tục gặp vấn đề khác có mức độ nghiêm trọng tương tự. Cụ thể, khi ván 2, trận đấu giữa Damwon Kia và Nongshim Red Fox diễn ra được hơn 20 phút, đã xuất hiện lỗi khá nặng khiến ván đấu phải remake. Theo thông báo từ ban tổ chức, lỗi này xuất phát từ việc tuyển thủ Effort không thể dùng tốc biến. LCK đã có kế hoạch dùng Chrono Break, công cụ lùi thời gian về thời điểm trước khi lỗi diễn ra, nhưng đây là lỗi hệ thống nên sẽ không thể giải quyết triệt để. Không còn cách nào khác, ván đấu buộc phải diễn ra lại từ đầu. Đồng thời, hai team cũng sẽ thực hiện lại khâu cấm chọn vì chiến thuật đã bị lộ sau khi ván đấu diễn ra quá lâu. Sự cố này đã khiến trận đấu giữa Damwon và Nongshim bị gián đoạn trong hơn một tiếng đồng hồ. Điều đấy khiến các tuyển thủ cùng khán giả theo dõi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đây không phải lần đầu tiên LCK mùa hè 2022 gặp phải tình trạng này. Vì thế, cách giải quyết của ban tổ chức khiến cộng đồng cảm thấy vô cùng bất mãn. Dù là giải liên minh lâu đời và có chất lượng hàng đầu thế giới, nhưng cách xử lý được nhiều người ví như là giải nét cỏ. Trở lại diễn biến trận đấu, Damwon chính là đội thi đấu áp đảo Nongshim trong cả 3 ván, tính luôn ván remake, và giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Có lẽ việc trận đấu kéo quá dài cũng khiến hai team muốn nhanh chóng giải quyết trận đấu theo cách nhanh gọn nhất.